Với diện tích hơn 500 mét vuông, chợ đồ cổ trưng bày hàng chục ngàn hiện vật cổ xưa, từ những chiếc chén bằng gốm, bình hoa, tượng cổ được làm thủ công đến những vật dụng sinh hoạt trong gia đình, như chiếc đèn dầu có từ thời bao cấp, bình ghi đông, hộp y tế, chén cổ. Đến nơi đây, người chơi như được lạc vào không khí của thế giới chợ xưa. Anh Huỳnh Thanh Huy là một trong những hội viên của chợ đồ cổ. Với hơn 20 năm sưu tầm, hiện anh đang sở hữu hàng ngàn hiện vật, đặc biệt là những hiện vật gắn liền với văn hóa Tây Nguyên. Theo anh, việc giữ gìn các cổ vật xưa rất quan trọng, không chỉ là niềm đam mê mà còn là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Mình sưu tầm cũng được trên 20 năm. Thì những cái đồ mình sưu tầm thường là dòng ché và rượu cần Tây Nguyên. Cái mục đích mình sưu tầm là mình cũng muốn lưu giữ lại những cái nét văn hóa. Cái thứ hai là cái thường là nó cái gốm nhiều cái nó rất quý nên là nhiều khi nó bị chảy máu. Nếu mà mình đi mua trong đồng bào á, thường mình cũng khuyên nếu giữ được thì giữ, còn không giữ được thì mình mới xin mua thôi, chứ còn cũng nó không có cần sản xuất nữa. Để cái chơi vô thì nó mê lắm, nhiều cái nó không có. Vâng, thưa anh Luân, như vậy là chúng tôi đã vừa được cùng với anh để tham quan chợ đồ cổ. Và chúng tôi được biết rằng là chợ đồ cổ này thì do chính những thành viên của nhóm đồ cổ Đắk Lắk cùng với niềm đam mê yêu thích của mình và cùng trưng bày hiện vật tại đây. Vậy anh có thể chia sẻ đôi chút về những người đam mê yêu thích đồ cổ Đắk Lắk đã thành lập nên nhóm đồ cổ Đắk Lắk như thế nào thưa anh? Thì bắt đầu vào năm 2020 thì tất cả các anh em rồi các nhà sưu tầm và đam mê đồ cổ ở tỉnh Đắk Lắk tập hợp lại và bắt đầu mà mình cùng giao lưu và mình trao đổi để thỏa niềm mà đam mê đồ cổ. Thì khi đó thì rất là nhiều nhà sưu tập ở khắp các huyện và ở thành phố Buôn Ma Thuột tập hợp lại và cùng nhau trưng bày và giao lưu. Thì tất cả các nhà sưu tập ở đây thì họ đến từ nhiều vùng, từ các huyện như là Cư Mờ Ga, rồi Cờ Rông Anna, rồi ở Buôn Đôn, rồi Cư Mờ Ga, thì tất cả cùng chung với niềm đam mê đồ cổ họ tập hợp lại đây và cùng nhau mà để mình chia sẻ những cái mà kiến thức về đồ cổ. Và chính vì khi mà mọi người tập hợp lại thì mọi người mới hình thành lên một cái nhóm đồ cổ Đắk Lắk. Và có thể thấy rằng tại chợ đồ cổ thì đang trưng bày hàng ngàn đồ cổ xưa. Vậy thì những đồ cổ xưa này có giá trị như thế nào về mặt văn hóa lịch sử thưa anh? Đây là những cái hiện vật cổ xưa được tất cả các nhà sưu tầm ở đồ cổ Đắk Lắk sưu tầm về. Thì những cái món mà đồ cổ xưa này nó mang những cái ý nghĩa mà về văn hóa, lịch sử cũng như là tinh thần rất là lớn.
thì hầu như những cái món này là được là những cái món đồ cổ xưa mà thời ngày xưa ông bà ta sử dụng và để lại. Chính vì vậy thì tất cả các nhà sưu tầm ở Đắk Lắk mới sưu tầm và để lại ở đây mình trưng bày để nhằm cho cái thế hệ mai sau họ biết được là thời ngày xưa ông bà ta đã sử dụng những cái món đồ như thế này. Những cái món đồ cổ xưa này thì nó có niên đại rất là từ xưa, có những món từ hàng ngàn năm hoặc là vài ba chục năm trở lại đây. Thì những cái này thì nó rất là quý giá, gần như là những cái hiện vật mà nó đánh dấu một thời kỳ lịch sử của đất nước ta. Ở đây thì có rất là nhiều đồ cổ xưa, như vậy thì công tác mà bảo quản, giữ gìn các đồ vật cổ xưa thì như thế nào thưa anh? Thì hầu như tất cả các hiện vật đây thì mình được các anh em thì giữ gìn rất là cẩn thận. Thì để mà cho những nó không bị xuống cấp thì chúng ta phải để mình tránh nắng tránh mưa. Ngoài ra thì mình thường xuyên mình lau chùi cho nó sạch sẽ để mà nó khỏi bị xuống những cái màu men hay là những cái tài liệu cổ xưa nó khỏi bị mối mọt. Thì tất cả các nhà sưu tầm đồ cổ khi mà của nhóm đồ cổ Đắk Lắk á, ở đây thì thay phiên nhau mình giữ gìn, mình bảo tồn, mình lau chùi, mình bảo quản. Thì xuất phát từ cái mục đích mà giữ gìn và mình bảo quản những cái hiện vật cổ xưa ở Buôn Ma Thuột Đắk Lắk này, thì anh em đồ cổ Buôn Ma Thuột Đắk Lắk thì mình tập hợp về cái chợ đồ cổ này nhằm mục đích mà giống như mình giao lưu, mình trao đổi những cái hiện vật cổ xưa với nhau để cho mình cùng nhau mình tìm hiểu và mình trao dồi thêm những cái kiến thức về cổ vật. Ngoài ra thì khi mà với những mà du khách họ đi tới chợ đồ cổ này thì họ biết được những cái hiện vật này và các nhà sưu tầm đồ cổ ở Đắk Lắk mình có thể mình hướng dẫn thêm cho mọi người để họ biết được về cái niên đại rồi cách mà sử dụng những cái món đồ cổ xưa này ngày xưa nó như thế nào hay là về mục đích sử dụng của nó. Thì đó là những cái mà gọi là mục đích mà anh em muốn mà mình giữ gìn những cái mà nét xưa, những cái đồ dùng của ông bà ta ngày xưa và mình phổ biến rộng rãi cho tất cả mọi người ở đây. Thì về những cái mà món đồ cổ xưa ở chợ đồ cổ Đắk Lắk này thì nó rất là nhiều cái hiện vật, từ những cái hiện vật mà bằng gốm sứ rồi tranh ảnh kim loại. Thì có những món đồ mà có niên đại hơn 2.000 năm lịch sử từ thời mà Đông Sơn, hay là có những món như là Lý Trần Lê từ 5 đến 700 năm, hay là những cái món mà Chu Đậu từ thế kỷ thứ 13-14. Ngoài ra thì gần đây thì nó có những cái món như mà gốm Lái Thiêu rồi gốm Biên Hòa. Ngoài ra thì những cái dòng mà gốm cổ Việt Nam như là gốm Quảng Đức rồi gốm Gò Sành rồi gốm Châu Ổ. Thì những cái mà hiện vật ở đây thì nó rất là đa dạng và để cho tất cả mọi người để tới đây họ cùng khám phá và họ tìm. Cái thú vui mà bật lửa thì đến với em tình cờ thôi. Cách đây mấy năm thì có ông anh dạng như cũng thân, ổng kỷ niệm cho em một cái bật lửa cổ. Em trong thời gian em sử dụng thì em thấy nó rất là thú vị, độc đáo. Mà khác biệt hẳn với tất cả các bật lửa mà hiện tại bây giờ. Em có tìm hiểu em có qua các trang mạng như Facebook, Zalo, lại YouTube đồ á. Thì tìm hiểu ra lịch sử với lại nền văn hóa cái bật lửa trước giờ. Thì từ đó thì em dần dần sưu tập bật lửa đa dạng về các nước, rồi mẫu mã, rồi cơ chế, cũng như kích cỡ, chất liệu. Tôi là Phúc, hiện đang sinh sống ở thành phố Buôn Ma Thuột. Tôi có thú sưu tầm đồ gốm Lý Trần Lê cũng được hơn 10 năm rồi. Thì cũng lúc mà còn làm ăn sinh sống ở Hà Nội ấy, thì có một người bạn tặng cho một món đồ
Thì sau đấy là từ đó nó cảm thấy yêu mến, quý, rồi là sưu tập. Đây cái hũ mà đầu tiên sưu tập được thì nó gọi là cũng là cảm rất là quý. Nó là có niên đại là vào thời nhà Trần, có nghĩa là khoảng thế kỷ 12-13, khoảng bây giờ là nó trên 800 năm rồi, gần ngàn năm rồi. Nó được làm từ đất, nhưng mà cái khi mà thời Trần người ta có công nghệ gọi là nung nhiệt độ cao á, thì nó là gọi là sành. Chứ còn trước đó thì nó chỉ gốm thôi. Nó có hoa văn răng lược, hoa văn chảy lược á. Thì đó là, rồi có nắp, rồi chân của nó là, người ta gọi là các nhà sưu tập gọi là nó là chân thông phong á. Nó rộng ở bên dưới. Đây là dùng để làm gì hả? Cái này thời xưa người ta đựng để muối, rồi là các cái thực phẩm. Cái này có nắp. Cái thứ nhất là những người mà đam mê đồ cổ thì cái thứ nhất là phải có thời gian, người ta sẽ dành nhiều thời gian cho cái vấn đề, cho cái đam mê của mình. Cái thứ hai thì phải là có tài chính. Rồi cái tiếp theo nữa thì coi là cái đam mê là cái quyết định nhất, còn cái duyên để sưu tập nó thì anh em trao đổi với nhau rồi mình sưu tập theo cái chủ đề mình yêu thích. Hoạt động của chợ đồ cổ đã và đang mở ra một hướng đi mới về công tác trưng bày, triển lãm, góp phần xã hội hóa các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bởi vì có được một tổ chức, cá nhân cùng nhau giữ gìn sưu tầm đồ cổ, hiện vật cổ thật đáng quý. Trong thời gian tới, nhóm sẽ đề xuất cùng phối hợp với các bảo tàng, tổ chức triển lãm, tạo nên một sản phẩm văn hóa nhằm làm phong phú thêm hoạt động, hiện vật trưng bày, giúp người dân công chúng có thêm cơ hội thưởng ngoạn, sở hữu những món đồ độc đáo, quý giá và đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch của địa phương. Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.